giá xăng về dưới 22.000 đồng một lít. Giá xăng và dầu cùng giảm từ 15 giờ hôm nay sau điều chỉnh của Bộ Công Thương Tài chính. Giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường giảm 930 đồng xuống 21.670 đồng một lít, còn E5 RON 92 ở mức 20.710 đồng một lít, hạ 900 đồng. Các mặt hàng dầu có giá mới 16.020 đồng đến 19.410 đồng một lít so với cách đây 7 ngày. Dầu diesel giảm 730 đồng xuống 19.140 đồng một lít. Dầu hỏa rẻ hơn 680 đồng, ma rút xuống 16.020 một cân. Giá xăng dầu thay đổi như sau. Mặt hàng xăng RON 953 giá mới 21.670, giảm 930 đồng. Xăng E5 RON 92 giá mới 20.710 đồng, giảm 900 đồng. Dầu diesel giá mới 19.140 đồng, giảm 730 đồng. Dầu hỏa giá mới 19.410 đồng, giảm 680 đồng. Dầu ma rút giá mới 16.020 đồng, giảm 860 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 16 lần tăng, 15 đợt giảm. Còn dầu tăng 14 lần, giảm 17 lần. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay Liên Bộ tiếp tục không trích chi sử dụng từ Quỹ Bình Ổn Giá với các mặt hàng nhiên liệu. Đây là kỳ thứ 42 kể từ tháng 10 năm 2023, nhà điều hành không sử dụng tới Quỹ Bình Ổn Giá. Tính tới cuối năm 2023, quỹ này dư hơn 6.655 tỷ đồng, theo số liệu của Bộ Tài chính. Tại dự thảo lần 3, Nghị định Kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương dự kiến chuyển quỹ này về ngân sách nhà nước thay vì để tại doanh nghiệp như hiện nay. Việc trích lập hay sử dụng quỹ này cũng không quy định cụ thể tại nghị định mà theo luật giá năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tức là sử dụng quỹ chỉ thực hiện khi giá biến động mạnh, bất thường tác động tới kinh tế xã hội hoặc tình trạng khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, theo quyết định của chính phủ. Nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu tuần qua biến động do dự trữ dầu thô của Mỹ và nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục giảm, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Bình quân 7 ngày, xăng thành phẩm giảm khoảng 4,8-5,2%, dầu hạ 3,7-5,9%. Theo đó, mỗi thùng xăng RON 95 xuống 89,7 USD, dầu diesel ở mức 91,9 USD, ma rút còn 460,2 USD mỗi tấn.